Em Hồng Anh xin gửi lời chào đến tất cả các bác đam mê audio nhé. Mọi thông tin các bác liên hệ với em qua số điện thoại hoặc kết bạn Zalo với em 086-688-0998. Nếu thấy clip của em hay và bổ ích, rất mong các bác cho em một like để động viên khích lệ tinh thần, ấn chuông và ấn đăng ký để tránh bỏ lỡ những cái sản phẩm hay tốt về hàng ngày. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm và đồng hành cùng với em Hồng Anh. Hôm nay em có những cái sản phẩm dây dẫn rất là tốt và chuẩn xịn để phục vụ với các bác chơi. Xin nhắc lại là em Hồng Anh chuyên linh phụ kiện châu Âu chuẩn xịn tuyệt đối, bảo hành xịn trọn đời cho tất cả các bác yên tâm chơi và trải nghiệm nhé. Khi đến với em Hồng Anh, những cái sản phẩm của em thường là rất là độc, lạ, hiếm có, chất lượng và hay. Rất nhiều sản phẩm chỉ có một thôi, bởi vậy là nếu mà các bác cảm thấy hợp ví, vừa mắt và muốn trải nghiệm thì các bác nên trải nghiệm sớm để tránh bỏ lỡ những cái sản phẩm hay tốt. Ở trong clip này cũng có rất nhiều những cái sản phẩm đôi khi cũng mới chỉ gặp lần đầu hoặc em Hồng Anh cũng mới mua được lần đầu, rất là hiếm và rất là quý. Đầu tiên là một cặp dây tín hiệu màu hồng rất là đẹp đến từ thương hiệu Sonic Link nha các bác nha. Thương hiệu Sonic Link là một thương hiệu rất là cổ. Các bác có thể nhìn đầu rắc đây, Sonic Link, chữ nghĩa vẫn rất còn rõ nét. Sonic Link màu trắng này, Sonic Link. Dây có cái độ dài 1 mét với cái màu hồng nhìn rất là điệu đà. Hãng này thì sau những năm 2000 thì được đổi tên thành Black Orium, bởi vậy rằng là những cái sản phẩm đến từ Sonic Link đều là những cái sản phẩm cổ và từ đời trước. Dạng vỏ bóng có thể nói là nó sẽ đẹp mãi với thời gian, nhưng có một nhược điểm đấy rằng là rất dễ bị bay chữ và cũng không tránh khỏi ở trên cái cặp dây này. Rất nhiều những cái cặp dây khác của Sonic Link cũng gặp tình trạng như vậy. Xin cam kết với các bác là dây chuẩn xịn tuyệt đối, bảo hành xịn trọn đời cho các bác yên tâm chơi và trải nghiệm. Và dòng dây này là Pink Silver với cái lõi nửa mạ bạc thật. Thường thì những cái sản phẩm sau này của Black Orium, những cái sản phẩm nhiều tiền thì mới được sử dụng cái lõi mạ bạc thật như thế này. Nhưng điều này đã được áp dụng ở trên dây Sonic Link, một cặp dây em nghĩ là rất là hay và đáng chơi cho cái chất âm rất là chi tiết. Rất nhiều những bác mà đã từng được chơi dây Sonic Link hoặc là Black Orium đều phải thốt lên một câu rằng tại sao lại không biết đến sớm hơn để chơi và trải nghiệm dòng dây này. Một cặp dây đến từ Anh, nhất là đến từ thương hiệu rất là lớn và tên tuổi đẳng cấp Sonic Link, dài 1 mét và có cái mức giá nó chỉ khoảng 2 triệu mấy thôi, thì có lẽ rằng là có một cái sự lựa chọn hết sức tuyệt vời để cho hệ thống rồi. Hệ thống không cần đầu tư quá nhiều tiền nhưng vẫn đem lại cái hiệu quả cao, nhất là các bác đang tìm những cái dây lõi mạ bạc thật thì có lẽ là trong tầm giá này cũng không có quá nhiều cái sự lựa chọn đâu. Và em nghĩ đây là một sự lựa chọn hoàn hảo và rất là tốt. Nếu mà tính ra giá thành thì mức giá này cũng rất là bình dân. Một cặp dây mà đến hai mươi mấy năm tuổi nhưng mà chất lượng lõi dây đến đầu rắc mọi thứ thì nó vẫn còn rất là tốt nhé. Khác rất nhiều so với lại những cái sản phẩm thương mại sau này sản xuất đại trà hơn. Các bác có thể nhìn cái đầu rắc thì rất giống so với lại rắc của Lin. Gần giống chỉ khác ở cái thằng Lin thì cái chỗ này nó không phải là cái lò xo dạng như vậy. Chữ trên rắc còn rất là rõ nét, tiếp xúc thì được mạ vàng, cho cái cắm rút hiệu quả, âm thanh gọn gàng, sạch sẽ, chi tiết hơn. Mọi thứ cũng được kiểm soát tốt hơn. Các bác nghe thấy cả những cái nốt cao, những cái nốt nhạc cụ ra được rất là rõ. Hệ thống cũng bớt ầm ĩ. Một cặp dây cũng khá là mềm. Vỏ bóng, chữ trên dây thì không còn rõ nét nữa. Tất nhiên thì cái này nó cũng liên quan đến cái việc cái cấu tạo vỏ. Đây còn thấy chữ Silver Plate đây. Audio Cap. Cặp dây này đang được em chia sẻ cho các bác chơi với mức giá là 2 triệu 600 nghìn thôi các bác nhé. Và đặc biệt rằng là các bác xem kênh của em Hồng Anh Audio, em sẽ
chỉ tính các bác với mức giá là 2 triệu rưỡi thôi. Tất nhiên mức giá này thì không áp dụng cho việc là đổi cát đâu, mà chỉ áp dụng cho việc là các bác mua thẳng nhé. Một mức giá rất là tốt, hữu nghị, cho các bác tìm những cái dây lõi mạ bạc thật. Tính ra nếu mà tính nguyên tiền đầu rắc và tiền dây không thì cũng có lẽ là nó cũng hơn cái mức giá này rồi. Một mức giá phù hợp để các bác chơi và trải nghiệm dây anh, một dòng dây đến từ anh. Là em xin để sang một bên để giới thiệu tiếp với các bác trong clip ngày hôm nay. Một cặp dây rất là cổ, một sợi dây rất là cổ đến từ chóp nhá. Chóp cò đây. Dây có cái độ dài là 1,1 mét. Với bốn cái đầu rắc rất là cổ đến từ UK, Deutrone UK, thương hiệu chuyên sản xuất rất nhiều những cái linh kiện, phụ kiện và thiết bị audio cho các cái hãng khác. Tiếp xúc bên trong thì là được mạ bạc và là mạ bạc thật, bên ngoài thì là được mạ vàng và đầu rắc thì rất là chuẩn cổ. Hãng chóp họ sử dụng rất nhiều những cái dòng rắc này, và rắc này, dòng rắc của Deltron này có cái mức giá thành nó còn cao hơn so với lại những cái rắc bình thường khác nha, để các bác có thể nắm được. Các bác chơi bằng cối, các bác chơi cassette hay là những cái thiết bị cổ, rất cần những cái cặp dây, những cái sợi dây đến từ thương hiệu lớn, uy tín, chất lượng và hoài cổ dạng như vậy. Dây chóp thì yên tâm rồi, thương hiệu chóp là thương hiệu quá lớn của anh, với rất nhiều những cái sản phẩm tốt. Dây có cái độ dài là 1,1 m, không bao gồm đầu rắc nhé. Nếu mà bao gồm đầu rắc thì có lẽ phải gần 1,2 m. Chóp co. Chú ý đây là những cái dòng dây rất là cổ, bởi vậy rằng là họ không in chữ ở trên dây mà họ chỉ in ở đầu ghen nhiệt như này thôi, để đánh dấu một cái hướng mũi tên, cái chiều cắm. Dây đang em chia sẻ cho các bác chơi với mức giá là 2 triệu 650 nghìn. Nguyên cái bộ đầu rắc này thôi đã rất là giá trị và đáng tiền rồi các bác ạ. Các bác có thể thấy đầu rắc rất là tốt, rất là chất lượng, và đặc biệt rằng là chơi rất là hay nhá. Những cái dòng dây cổ như thế này thì không phải lúc nào cũng có để có thể săn được và chia sẻ cho các bác chơi. Nhiều bác trước đây cũng đã săn tìm những cái dòng dây này như em đang có đây, và để lại cái lời khen rất là nhiều. Một cái dòng dây đem lại cái hiệu quả cao. Tiếp theo ở trong clip ngày hôm nay nữa là một cặp dây tín hiệu mà rất ít bác biết và cũng không mấy khi thấy, đến từ thương hiệu TCI. Thương hiệu TCI thì em đã từng bán dây loa và dây tín hiệu của nó rồi. Thương hiệu cũng đến từ Anh nhé, dây Anh chuẩn xịn. TCI Viber Interconnect, chỉ đơn giản như vậy thôi. Dài 1 m với 4 cái đầu rắc, là đầu rắc của Anh, được lắp ở trên rất nhiều những cái thiết bị, trên rất nhiều những cái dây dẫn khác nhau. Đầu rắc cổ cắm rút cũng rất là tốt. Dây có độ dài 1 m và vật liệu làm lõi dây là vật liệu PC OFC. Có em có quay lại cái ruột của nó để cho các bác có thể ngắm nhìn. Được cái lõi để các bác có thể lựa rồi. Cái màu ruột khá là lạ. Và như hãng nói thì rằng là được làm bằng vật liệu hàng không vũ trụ. Bởi vậy rằng là dây đem lại cái màu âm khá là trung tính. Nhận xét qua về cặp dây này thì cặp dây này không không thiên hướng về việc là nhiều trầm, cũng không thiên hướng về việc rằng là quá chi tiết, hay là thật sự sáng, mà dây tập trung ở trung âm, áp dụng cho những cái hệ thống mà mọi thứ, hoặc rằng là giải trên đang bị chói quá, hoặc là giải trầm đang bị nhiều quá, thì dây sẽ giúp hài hòa và cân bằng lại hơn, mọi thứ hiệu quả hơn, và đặc biệt là lời trung âm ca sĩ hòa quyện ngọt ngào hơn với lại hệ thống,
giúp cho việc nghe và trải nghiệm được lâu hơn, không cảm thấy mệt mỏi. Một cặp dây có cái mức giá không hề rẻ. Tất cả những cái dòng dây của TCI chưa bao giờ là rẻ. Cũng có lẽ rằng là hãng đặt rất nhiều những cái tâm huyết cũng như rằng là vật liệu để làm dây không phải là vật liệu rẻ tiền. Bởi vậy rằng là cái mức giá thành để sản xuất ra cặp dây cũng khá là cao. Cặp dây này em đang chia sẻ cho các bác chơi với mức giá rất là tốt, bởi vì nguyên bốn cái đầu jack này thôi cũng đã đáng giá tiền triệu rồi. Thế nhưng mà cả cặp dây có độ dài 1 mét để cho các bác trải nghiệm cũng như rằng là nghe thử xem chất của TCI nó như là như thế nào và ra làm sao. Em xin chia sẻ cho các bác chơi với mức giá cũng là 2 triệu 600 nghìn, nhưng ở trong clip này em cũng đang để mức giá là 2 triệu rưỡi thôi nhá, để cho các bác lựa chơi một cặp dây tốt. Dây có cái màu đỏ. Cũng xin cam kết với các bác rằng là cái những cái sợi dây mà em bán ra đều là dây xịn thật. Không có chuyện rằng là dây Trung Quốc hay rằng là dây sản xuất hàng loạt. Em hay hướng dẫn cho tất cả các bác chơi một điều hết sức đơn giản. Nếu mà hệ thống nếu mà những cái dây mà các bác hay thấy ai cũng có, ai cũng bán, thì các bác nên để ý và lựa chọn tìm hiểu thêm để tránh trường hợp mà mua phải hàng không chuẩn. Tất nhiên trong trường hợp người bán rõ ràng, điều đó là một điều hết sức đáng quý, bởi vì mọi thứ đều được công khai. Bản thân em Hồng Anh cũng vậy, nói rất kỹ, rất rõ ràng và công khai giá. Mọi người có thể lựa chọn nếu cảm thấy phù hợp mọi người chơi, nếu cảm thấy chưa phù hợp mọi người lựa chọn những cái sản phẩm khác phù hợp hơn. Luôn luôn hoan hỉ và vui vẻ, không sân si cũng như rằng là không bàn ra tán vào với những cái sản phẩm của những cái đơn vị khác, bởi vì mỗi người đều có những cái phương thức làm việc riêng, tệp khách hàng riêng để hướng đến, để lựa chơi. Những cái bác mà theo dõi những cái clip của em, đặc biệt là rất đam mê audio và chịu khó nghe, bởi vì những cái video của em ngoài việc nói chia sẻ và báo giá thì em còn chia sẻ những cái kiến thức ngoài lề và kể những cái câu chuyện hoặc những cái hiểu biết của em về những cái sản phẩm mà em biết. Thương hiệu TCI là thương hiệu rất lớn đấy, nhưng có lẽ là nó cũng không phổ thông ở Việt Nam. Những cái sản phẩm đến từ TCI thì em nghĩ là nó đều được chọn lọc rất là kỹ lưỡng và rất là chuẩn chỉ. Nên em nghĩ đây là một cặp dây cũng khá là tốt để các bác có thể lựa chơi nhá. Ok, để sang một bên đây. Ở đây nữa em có một cặp dây khá là lớn và khổng lồ. Em đã từng giới thiệu đến những bác chơi cái dòng dây này rồi. Hôm nay lại có một cặp nữa chia sẻ với các bác. Nếu các bác nào mà đang chưa mua được thì các bác nên nghiên cứu để lựa chơi. Lại là một cặp dây nữa đến từ Anh, thương hiệu Pulsonic Cap. Các bác có thể thấy dây khá là to với vật liệu là silver plate, tức là mạ bạc tinh khiết, OFHCC cap và có cái hướng mũi tên, với bốn cái đầu jack cũng của Pulsonic cap và đầu jack rất là to, rất là cổ, rất là chất lượng. Tiếp xúc thì được mạ vàng, dây khá là lớn nha các bác nhé, và cũng có cái độ dài là 1 mét. Một cặp dây có lẽ rằng là nếu mà để nói thì về hình dáng, về trải nghiệm, về cấu tạo lõi, về mọi thứ đều sẽ nghĩ đến một cặp dây đắt tiền và sở hữu của một cặp dây đắt tiền. Những cái cấu tạo rất là chất lượng và cái lớp chống nhiễu kỹ giúp cho dây ổn định hơn, hài hòa hơn. Lõi mạ bạc thì không bao giờ có đồ rẻ rồi. Thế nhưng cặp dây này lại đi ngược lại, tức là đạt thỏa mãn tất cả mọi yếu tố nhưng mà giá thành thì lại rất là bình dân. Em mua được hợp lý, em chia sẻ cho các bác chơi với giá rất là tốt. Thường thì sẽ có mức giá nó phải dao động từ 3-4 triệu so với những cái cặp dây dạng như vậy. Cái cấu tạo rất giống so với lại những cái dây đắt tiền, nhưng em đang chia sẻ các bác chơi một mức giá chỉ có 2 triệu 300 nghìn thôi. Có lẽ rằng là không có cái sự lựa chọn nào tốt hơn ở trong cái tầm giá này với cái dây lõi mạ bạc thật. Một mức giá rất là ưu ái. Cấu tạo thì cũng dạng đa lõi nhá.
cấu tạo đa lõi, lõi mạ bạc và là bên trong là lõi tơ. Cái đầu rắc cũng rất là gấu và đầu rắc khôi cũng đã đáng tiền triệu rồi. Các bác có thể thấy đầu rắc họ làm rất là kỹ. Phần ôm khít và rắc lớn bên trong thì được mạ vàng. Cũng vẫn phải nhắc lại rằng là những cái sản phẩm từ đời trước luôn có cái cảm giác về cái vật liệu làm, mọi thứ nó đều được chuẩn chỉ hơn, cũng như là khác so với lại những cái bản thương mại sau này, các bạn có thể tự đánh giá được cái điều đấy nhé. Đó, em khó có thể quay được cho các bác nhìn bên trong vì họ làm rất là gọn gàng sạch sẽ rồi. Một cặp dây đủ tốt để cho các bác chơi. Dây rất là lớn và nặng. Giá thành thì quá bình dân, nguyên cái đầu rác không đã triệu mấy rồi mà cả dây cả rác chỉ có 2 triệu 3 thôi. Và giá này thì không mặc cả nữa, cũng như là không bao gồm đổi cát đâu. Vì những cái sản phẩm trong ngày hôm nay đều là những cái sản phẩm đưa ra những cái mức giá rất là ưu ái để các bác có thể lựa chọn và chốt cho mình. Dây khá là nặng nha các bác nhé. Dây khá là nặng, dây to. Cũng xin cam kết là dây anh chuẩn xịn. Những cái dòng dây này thì cũng chẳng có nhiều để các bác lựa đâu. Thì thoảng mới về được một cặp. Cặp dây rất là tốt. Ở cuối clip ngày hôm nay em xin phép mới giới thiệu với các bác một cặp dây loa ngon mồ rẻ, em cũng đã chia sẻ và giới thiệu nhiều các bác chơi rồi đều cảm thấy hài lòng. Thứ nhất rằng là dây đến từ thương hiệu Autophone của Đan Mạch. Thì thương hiệu này là thương hiệu bị làm nhái và gọi rằng là siêu siêu nhiều. Đời SPK200. Đời này thì nếu mà trên thị trường mà có thì không hề rẻ. Giá em Hồng Anh đang bán ra thì chỉ bằng một nửa so với lại giá nếu trên thị trường nếu mà có nhá. Để các bác biết là em để cho các bác chơi mức giá rất là tốt. Lõi đồng thì siêu tơ mềm, phải nói là cực kỳ mềm. Mềm như bông. Lõi mềm như bông và dù rất là nhiều năm nhưng mà chất lượng lõi thì vẫn như những ngày ban đầu. Thật sự là tuyệt vời, dây rất là mềm, các bác có thể thấy. Các bác chơi những cái hệ thống cổ, các bác chơi những cái hệ thống cần sự gọn gàng và màu âm trầm mềm mại, ngọt ngào, trung âm ngọt ngào thì có lẽ là đây là một cặp dây rất là tốt. Các bác có thể thấy là lõi dây tuyệt vời để có thể chơi và trải nghiệm. Cái cặp dây trước mắt các bác có cái độ dài là 2,2 m trên một vế và đây là bản big wide được tách đôi ra nhé. Nếu các bác cần chơi dây big wide em cũng sẽ có các bác inbox cho em để em tư vấn thêm và gửi ảnh cho các bác xem. Mục đích việc chia từ cặp dây big wide ra thành một cặp dây đôi như thế này để hạ giá thành với các bác không cần phải chơi dây big wide thì việc chơi dây đơn như này cũng được, không sao cả và vẫn thỏa mãn được cái chất âm mà các bác mong muốn. Mức giá chỉ có 1 triệu 300 nghìn cho một cặp dây có cái độ dài là 2,2 m nhé. Độ dài là 2,2 m như các bác đang thấy ở trên tay em đây, với cái lõi đồng rất là tốt và chất lượng. 1 triệu 3, mức giá rất là hợp lý, áp dụng người nhiều bác mà cần đi phân tần tốt hay là đi thùng loa tốt thì có lẽ rằng là đây cũng là giải pháp rất là hiệu quả. Vì là dây BY được tách đôi nên là một bên sẽ có chữ và một bên không có chữ nhé các. Các bác lưu ý điều này. Em Hồng Anh mọi thứ đều rất là rõ ràng, cụ thể để các bác lựa chơi. Nói rất là kỹ rồi, bởi vậy rằng là các bác dành thời gian để các bác xem hết clip. Tránh trường hợp là các bác bảo rằng là ô anh không biết này, anh chưa xem kỹ, anh chưa nhìn kỹ thì thật sự là nực cười. Kệ vì các bác vừa làm mất thời gian cũng như rằng là vừa gây ra cái sự không thoải mái giữa cả hai bên. Bởi vậy rằng là hãy là người tiêu dùng thông thái, hãy lắng nghe cũng như rằng là hãy xem kỹ trước khi đưa ra quyết định. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm. Xin cam kết là dây chuẩn xịn của Autophone nhá, một cái thương hiệu mà bị làm nhái và làm giả rất là nhiều.
Nếu mà không có kinh nghiệm thì rất khó có thể biết được rằng là dây nào tốt và dây nào không. Bản thân những cái dây này thì gần như là không có nhiều trên thị trường, hoặc gọi có thể coi là không có. Bởi vậy rằng là các bác cũng hoàn toàn yên tâm và tin tưởng chơi. Em thi thoảng mới săn được một hai cặp để chia sẻ cho các bác thôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái sản phẩm sau. Xin cảm ơn các bác.